Cho những ai chưa có nghe, Vân sẽ nói sơ lại cho chim nhỏ. Hôm qua Vân bên nhà của Vân có một cái chú chim nhỏ ngoài sau vườn, và tự nhiên không có bay thì anh xã Vân cầm chú chim và trao cho Vân. Ngày dưới chắc là cũng là kêu là em trùng kình cho nó đi, nó sắp ngủm rồi hay sao. Nhưng mà thấy thì thấy cũng ok lắm, nhưng mà cái chân thì không có bay được. Rồi thì Vân truyền qua tay Vân thì nằm im. Xong rồi Vân làm việc của Vân. Xong rồi niệm Phật 5 phút. Xong Vân phải đi. Xong Vân nói anh xã Vân á là chút xíu mà nó có chết đó là anh chôn giùm em nhé. Xong rồi Vân về. Xong chấm dứt tại đó. Thì hôm qua có nghĩa là hôm qua của Việt Nam đó, sau thời công phu đó, buổi qua đó, thì Vân có nói chuyện với Quỳnh về chú chim nhỏ. Thì Vân mới nói là để Vân coi coi nó có đi được không. Mới vừa kêu Quỳnh ngồi ngay ngắn lại, xong chú chim về. Chú chim nhỏ về với khuôn mặt rất là hoan hỷ và chào, cúi đầu chào và hỏi con có đi được về với Phật không. Thì cười và gật đầu và nói có, và rất là hoan hỷ. Và Vân hỏi là một lần nữa, con có vãng sanh về với Phật A Di Đà không? Có. Và sau đó Vân hỏi, kể cho cô Vân nghe đi, chuyện gì xảy ra kể đi, con có nhân duyên gì với cô Vân? Thì các ngài không cho nói nữa, nói là con cảm ơn cô Vân, rồi con chào cô Vân, con đi vậy thôi. Và Diễm với Linh đang ngồi kế bên thì nghe lúc mà chú chim về thì nghe tiếng chim kêu 3 lần. Và xong rồi thì hỏi Vân chứ, chị có nghe gì không? Vân nói không, đang nói chuyện với chú chim thì nghe chú chim đang nói với mình. Nó không, em nghe tiếng chim hót, tiếng của con chim 3 lần. Thì Linh cũng nghe, hai hai người đó nghe y chang nhau. Vân thì Vân không nghe tiếng chim mà Vân nghe đang nói chuyện tiếng người với con chim. Và nói là cái tiếng chim kêu hai hai ba lần gì đó, và hai 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 đứa nó nghe. Xong rồi nói đúng rồi, 3 lần. Thì lần thứ nhất về chào cô Vân, lần thứ nhì cảm ơn cô Vân, thì lần thứ ba bye bye cô Vân. Đó là 3 tiếng con chim nó nói. Vân thông dịch lại cho đó. Cho nên là để mà Vân kể câu chuyện này cho quý vị nghe là vì Vân muốn quý vị khi quý vị phóng sanh đó, hoặc là quý vị con vật nhỏ lớn gì đó, quý vị cũng có thể làm được giống như Vân. Lý do tại sao mà nó có thể đi được vật, đây là con chim thứ nhì Vân kể quý vị nghe, con chim thứ nhất rồi đó. Con chim thứ nhất cũng là xa vào trước cửa nhà của một một người ở nhóm thiện nguyện, và Vân cũng làm như thế và cũng đã được đi. Và đây là con chim thứ nhì. Để mà nói thì những câu chuyện này nó giúp cho mình là chúng sanh loài vật, loài thủy tộc. Nếu chúng ta dùng cái tâm chân thành để làm thì chắc chắn là con chim này hoặc là chúng sanh này sẽ được về với Phật. Vì sao? Vì chúng ta đang hướng họ về Phật, hướng họ về với Phật. Quý vị có muốn biết chính xác Vân làm cái gì không? Có ai muốn biết chính xác Vân làm cái gì với con chim không? Quý vị có giấy viết, quý vị viết xuống nhé. Nó không có khó, nhưng mà cần phải biết. Đừng có thiếu cái bước nào. Và cho những ai phóng sanh cũng nên biết cái công thức này. Khi quý vị không có kinh, quý vị không có cần
Không có cần phải tụng kinh nhá. Nhưng cái quan trọng là quý vị dùng cái tâm của mình, tâm từ bi của mình phóng vào con chim, phóng vào cái con vật nào đó mình đang muốn phóng sanh, hoặc là mình đang muốn cứu nó, hướng nó về Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ nhất Vân làm là Vân phóng tâm từ bi của mình đến với chú chim nhỏ này. Tâm từ bi, tâm muốn cứu chú chim. Và Vân khai thị. Vân khai thị: chú chim nhỏ ơi, bạn đã làm chim lâu rồi đúng không? Nhiều đời nhiều kiếp bạn đã tạo nghiệp rồi, cho nên bạn mới làm loài vật như thế này nè. Bạn có thấy mình khổ không? Và bạn có muốn thoát khỏi cảnh loài vật như thế này không? Cảnh khổ như thế này không? Và nếu thật sự bạn muốn thì ta giới thiệu cho bạn một cái cảnh giới rất là an lành, không có đau khổ. Một cảnh giới gọi là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngài có lời thề nguyện rằng nếu ngươi muốn về nước Ngài, chỉ cần phát nguyện về và nghe câu Phật hiệu của ta, hướng về Ngài, hướng về nước Ngài, thì Ngài sẽ thọ ký cho ngươi về cảnh giới Ngài. Và cảnh giới Ngài không có đau khổ, muốn ăn có ăn, muốn gì có nấy. Và đặc biệt là không còn đọa lạc luân hồi sanh tử nữa. Nếu như ngươi thật sự muốn thoát khổ, thì hãy nghe những lời ta khai thị, nghe những lời kinh, tiếng niệm Phật của ta, để ngươi có thể về nhà với Phật A-di-đà nhé. Và mình phóng cái tâm từ bi để nói chuyện với họ. Và Vân vừa nói, Vân vừa vuốt con chim, vuốt, vuốt, vuốt. Xong rồi, Vân quy y. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Và ta đặt cho ngươi pháp danh là Diệu Âm. Và sau đó, bước thứ ba là con thế nó, thế chú chim nhỏ này sám hối. Chú chim nhỏ vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra. Hôm nay chú chim nhỏ phát lồ xin sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh cho lời sám hối tha thiết của chú chim. Và chú chim nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nguyện, bước thứ bốn, nguyện Đức Phật A Di Đà thọ ký cho chú chim này ngay bây giờ, để khi chú chim này vứt bỏ xác thân này, được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và sau đó Vân dặn dò chú chim: nghe tiếng niệm Phật của ta nhé, và vứt bỏ xác thân này. Phật đã thọ ký cho ngươi rồi, khi ngươi vứt bỏ xác thân này, ngươi về với Phật nhé. Chỉ có cách này duy nhất là ngươi không còn đau khổ nữa. Và sau đó Vân tán Phật, niệm Phật. Tán Phật là quy mạng lễ A-di-đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Hôm nay chú chim nhỏ xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đấng từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Và Vân niệm Phật. Vân niệm chắc khoảng cỡ 5 phút. Và sau đó Vân hồi hướng bằng cách là con nguyện đem công đức con có được ngày hôm nay tu tập làm việc thiện có được ngày hôm nay, hoặc là công đức con có được, hồi hướng cho chú chim này, nguyện cho chú chim này vứt bỏ xác thân này, được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xin Ngài tiếp dẫn chú chim này. Và dạ, vậy thôi. Và vậy thôi. Rồi Vân đi. Và Vân dặn anh xã Vân là nếu nó chết thì anh chôn giùm em. Và Vân không có ở đó. Và Vân lót một miếng giấy, một miếng, hai miếng, để khi mà nó có chết thì ảnh quấn nó lại, quấn gọn nó lại,
lót ở dưới xong rồi để nó trên, rất là chu đáo cho nó. Xong rồi mình đi, và anh xã vẫn nói là trong vòng thời gian rất là ngắn xíu thôi à, vẫn đi xíu thôi là con chim chết. Và cuối cùng là như thế đó, kết quả như thế đó. Cho nên đạo tràng Hà Nội nè, ngày mai các vị có một đại phóng sanh đúng không ạ, có một buổi phóng sanh Hà Nội đúng không ạ. Vâng, muốn quý vị tất cả chúng ta trong lúc phóng sanh, trước khi làm lễ, tất cả buông hết vạn duyên, không nghĩ đến bất cứ cái gì ngoài chúng sanh các vị sắp phóng sanh, được không ạ? Phóng tâm từ bi đến với họ, phóng tâm từ bi đến với họ, và nói là chúng tôi rất muốn cứu các vị, giống như những gì Vân nói, muốn cứu các vị thoát khỏi cảnh lồi thủy tộc như thế này. Và các vị hãy nghe lời kinh tín niệm Phật của ta, để Phật thọ ký cho các ngươi, và khi các ngươi vứt bỏ xác thân này về với Phật hết nha, đừng có đọa lạc nữa nha, khổ bao nhiêu đây đủ rồi các vị nha, đủ rồi, đừng khổ nữa. Hãy phóng tâm từ bi đến với họ, tất cả cái từ trường từ bi của chúng ta phóng tâm đến họ thì họ sẽ nhận được cái từ trường từ bi đó. Và sau đó vì sao họ vãng sanh được? Vì ta hướng họ, tất cả chúng ta đang hướng họ về cực lạc. Thì khi họ chết thì họ sẽ đi về cực lạc. Và sau đó chúng ta thỉnh Phật thọ ký nữa mà. Thỉnh Phật thọ ký cho họ nữa. Cho nên quý vị ghi những cái step này, những cái bước này của Vân xuống. Và nếu quý vị không có kinh kệ gì hết, quý vị chỉ làm bao nhiêu đây đủ rồi, không cần phải chú đại bi, chú vãng sanh, chú gọi là thất Phật gì tội chân ngôn. Đó là nguyên một cái công thức. Dĩ nhiên là có đầy đủ thì nó rất là tốt. Nhưng dĩ nhiên quý vị đi phóng sanh lớn rồi, vì phải có đầy đủ. Nhưng khi quý vị mà đột nhiên đụng chuyện một cái gì nó bất ngờ đó, thì quý vị chỉ cần nhớ những bước này thôi. Cái chánh là quý vị phóng tâm khai thị, phóng tâm từ bi và khai thị, quy y cho họ, sám hối cho họ, nguyện Phật thọ ký cho họ, và sau đó tán Phật, niệm Phật, hồi hướng. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Quý vị hiểu chỗ nào không ạ? Và cái này ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể làm được hết quý vị nhé. Và cái rất là quan trọng ở đây Vân muốn nói là quý vị phải tu cho thật là tinh tấn, để quý vị có lực Phật, Phật lực gia trì, Phật lực gia hộ. Có Phật lực rồi quý vị có thể làm bất cứ cái gì cho chúng sanh cũng được hết. Vì sao? Vì khi quý vị chỉ cần nghĩ đến các ngài xuất hiện ngay tức khắc. Cầu nguyện Phật A Di Đà thọ ký chú chim nhỏ này giùm con ngay bây giờ. Phật lực cực kỳ mạnh. Khi quý vị có công phu rồi, có Phật lực trong người rồi, thì quý vị nói cái gì người ta cũng nghe. Nói cái gì độ ai người ta cũng có thể nghe quý vị. Bạch Phật, bạch Bồ Tát, các ngài xuất hiện ngay tức khắc liền quý vị. Có lần Vân thỉnh ngài 3 lần. Thường Vân chỉ có một câu Phật hiệu là ngài xuất hiện liền. Nhưng có lần Vân thỉnh 3 lần. Xong Vân hỏi ngài, con gọi ngài không có nghe hả? Ngài nói con chỉ cần nghĩ là ta đã nghe con rồi, ta đã biết con cần ta rồi. Khi mà con gọi ta nghe, nhưng ta đang bận, ta đang bận họp, ta đang bận, cho nên là con cũng phải chờ xíu. Cho nên là khi quý vị nghĩ là các ngài biết quý vị đang cần các ngài rồi, huống chi mình chỉ gọi một tiếng các ngài xuất hiện liền, trừ khi mình phải gọi nhiều tiếng là các ngài đang rất là bận cái gì đó quan trọng. Cho nên quý vị hãy nhớ là các ngài luôn bên cạnh chúng ta, vì các ngài có gì, có thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, các ngài có thể nghe và thấy các con của các ngài đang làm gì đó,
Cho nên là lập tức xuất hiện. Okay. Và sau câu chuyện này thì tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được, đúng không ạ? Ai cũng có thể cứu được tất cả những chúng sanh loài vật, loài thủy tộc nhỏ nhất, chúng ta cũng có thể hướng họ về cực lạc được quý vị nhé. Đặc biệt là quý vị phóng sanh thường xuyên đó, nếu quý vị làm đúng chuẩn như thế này thì tất cả chúng sanh chúng ta phóng sanh đều có lợi lạc hết, đều có cơ hội về cực lạc hết nhé. Cho nên là con tha thiết mong quý vị dùng tâm để làm quý vị nhé. A Di Đà Phật. Dạ. Đó là lời Phật nhắc nhở. Và mong là tất cả chúng ta đều có thể làm được những cái này. Hãy nhớ là tu tập có lực thì tất cả đều có thể.